Thưa quý vị và các bạn, tại xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, một bé gái được phát hiện ở ven đường cùng một túi quần áo. Không hiểu vì lý do gì, một cháu bé mới khoảng 3 đến 4 tháng tuổi lại không nhận được sự yêu thương chăm sóc của chính những người thân sinh. Hiện UBND xã Hữu Khánh đang thông báo rộng rãi việc tìm cha mẹ đẻ cháu bé và thực hiện các quy trình thủ tục nhằm đảm bảo quyền con người, quyền trẻ em. May mắn thay, cháu bé đang nhận được sự quan tâm chăm sóc trong vòng tay yêu thương của cộng đồng, đặc biệt là chị Ngô Thị Thắm, một giáo viên mầm non trú tại thôn Bản Quang, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình. Vào khoảng 20:30 ngày 26 tháng 7 2022, số ủy ban nhân xã Hữu Khánh thì có nhận được thông tin của chị trưởng thôn Bản Quang là có phát hiện một cháu bé ở cạnh đường là không chưa rõ bố mẹ. Chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản và sau đó thì chúng tôi đưa cháu bé về chỗ trạm y tế xã Hữu Khánh khám cho cháu bé. Sức khỏe của cháu bé là bình thường. Vợ chồng chú Văn Thắng có thể thắm thì cũng có nguyện vọng để trông cháu tạm thời để tìm bố mẹ. Với điều kiện hoàn cảnh gia đình của tôi thì tôi cũng mạnh dạn là xin có ý kiến với các cơ quan chính quyền tại địa phương để gia đình tôi thì tạm thời nhận cháu bé về nuôi tạm thời trong thời gian mà chờ đợi bố mẹ đẻ của cháu đến để tìm lại cháu. Ngày đầu tiên thì cháu cũng còn lạ lắm, thì cháu cũng còn chưa quen. Tuy nhiên thì được ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì với sự yêu thương của nhiều người và cũng như bản thân tôi thì cháu bé cũng đã dần quen với gia đình và cũng ăn ngon ngủ kỹ và cũng chế hiện tại thì cháu sức khỏe cháu vẫn bình thường và được cũng được chăm sóc với trong điều kiện là tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc cháu. Thì khi mà nhận thì cháu bé này về thì cả gia đình tôi, cả bố mẹ chồng tôi và cả chồng tôi và hai đứa con tôi rất là vui. Cả nhà tôi đều đón nhận cháu với tình cảm là yêu thương nhất đối với cháu này. Cả nhà mình sung sướng lắm, thấy vui với cháu lắm. Về cả nhà đến, tối hôm đấy là không ngủ được tí nào, kể cả đứa cháu út này. Thôi, cứ ngồi chung em bé như thế, cả bà cả ông không ngủ. Những người hàng xóm cũng không ngủ, cũng qua đây, người về, người sang, đến sáng. Đấy, thường thế mới là. Thông tin mà biết cháu bé được đến gia đình tôi nhận nuôi tạm thời thì có rất nhiều các cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, của xã, rồi các nhà hảo tâm, các cá nhân thì đã cũng đã đến, có những tấm lòng rất là cao cả thì cũng đã đến tận gia đình tôi để thăm cháu. Giao cho cái chị Ngô Thị Thắm này với cái hoàn cảnh gia đình và với cái môi trường của gia đình của chị, chúng tôi cũng rất yên tâm. Và trong thời gian tới, tôi sẽ tuyên truyền tới tất cả các chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn xã và sẽ đến thăm hỏi và động viên cùng chia sẻ chăm sóc bé. Cũng rất mong muốn là trong thời gian này thì rất mong muốn là bố mẹ đấy của cháu tìm đến suy nghĩ lại và tìm đến cháu và đón nhận cháu về nuôi. Còn nếu mà không thì bản thân tôi thì cũng cảm thấy rất là thương cháu, nên là cũng mong muốn là để cháu được chăm sóc, được đồng bọn trong những cái điều kiện hoàn cảnh tốt nhất để sau này cháu có một cuộc sống giống như bao bạn bè khác, có một cuộc sống tốt nhất đối với cháu.